Rồi xuống đi. Nhìn gì con? À hình hả? Sao hay vậy? Đâu biết hay vậy? À, chẻ thành nhiều miếng hả? Rồi. Để xích xuống. À, nguyên cái hình bông hồng á hả? Nhìn được rồi. Nguyên hình bông hồng phải không? Ừ. Đúng rồi. Rồi đi đi. Hai mẹ con đứng hay ba chụm tấm với cái dải này cho. Đây nè, đứng dọc, đây nè, đứng dọc lên đó, đứng dọc lên đó. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Hai, đứng yên nha. Hai, ba. Rồi. Cái này nhiều bông hoa hơn đợt mình đi ha. Hả? Đợt đi với Dũng Ba phải không? Trái tim. Ba cái đó hình trái tim. Chụp vô cũng không có nhiều. Nó thì nó rực rỡ vậy thôi. Nè quá trời bông luôn. Quay không thấy luôn á. Quay không thấy. Đẹp quá. Đấy không? Cái đường đó là đường xe chạy á. Phúc Vân cơ. À. Đi. Có nhiều kìa ha. Gì nữa? Hình gì con? Đây là hình gì? Con nở. Cái gì á? Hoa gì? Hoa hồng. Hoa hồng vàng. Về giống áo con. Hoa hồng. Thôi cái này hoa hồng. Mỗi một tầng là một màu phải không? Ồ, tiêu hoa phượng tím kìa. Hả? Đâu chụp đâu? Ngay đó đó hả? Đúng ngay chỗ mẹ Nam.